Dạ rồi, hello, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì hôm nay em sẽ lên tiếp tục phục vụ cho anh em ha. Em có một combo búa nha anh em. Đó, combo búa này em bán với giá là 350.000 anh em, chuyển khoản đủ em bao ship nha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Đó. Clip này là clip thứ 9 nha anh em. Anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em, nói là clip thứ 9 nha. Đó. Rồi, một cái đầu tiên nè là cái búa nhổ đinh nha anh em. Búa nhổ đinh nè. Đó, có chữ nè ha. Đầu thì khá đẹp nha. Sử dụng cũng rất là ít. Sử dụng cũng khá là ít nha anh em. Rồi, đầu này là gần 400 gram nha anh em, 300 mấy gram nha. Đó. Rồi, tiếp theo là một cây búa bi. Đó, cây búa này H1 nè ha. H1 nè. Đó, đầu thì có sử dụng trên đó nè, cán nè ha, cán dài chắc tầm cỡ 30. Đó, con này thì nặng là 600 gram. Đó, 600 gram ha. Đó, cán đồ liền lạc lắm anh em. Rồi con thứ ba, con này con nhổ đinh, nó sử dụng rất là ít luôn. Đó, con này sử dụng rất là ít luôn ha. Chữ nè. Chữ nghĩa đồ ngon lành nha anh em. Đó, con này nặng là 500 mấy gram nha anh em, gần 550 gram ha. Cán rất là đẹp, rất là đẹp cái cán ha. Rồi combo 3 con ha. Đó, 3 cái búa bán giá 350.000 anh em. Đó, 350.000, chuyển khoản đủ em bao ship luôn. Còn nhận hàng thanh toán thì em sẽ phụ cho anh em ha. Anh em cho em 30.000 tiền vận chuyển thôi, còn bao nhiêu em sẽ phụ anh em. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng thì nói là clip clip 9 nha anh em. Rồi xin kết thúc clip nha mọi người.